Xin cảm nhận về giường ngôi nhà với cả đệm mà cao su nhà em như nào? Chị Dận rất là hài lòng, các bạn ấy rất là thích cái đệm thì dày và êm. Trong cái này thì nói chung là cái theo nguyên mẫu ấy thì nó có hơi nóng một chút, nhưng mà những Vâng. cái mà mua thêm ấy thì chị thấy là ổn. Vâng. Các anh bác tạp thì rất là nhiệt tình, chu đáo, thì Vâng. chị rất là cảm ơn. Vâng. My stupid heart, don't know.